Doanh nghiệp phải có phòng vắt sữa mẹ cho lao động nữ. Đây là một quy định mới được ban hành vào ngày hôm qua ngày 9 tháng 11 năm 2021. Cụ thể thì vào ngày hôm qua ngày 9 tháng 11 năm 2021 thì Bộ Y tế đã ban hành quyết định 5175, quyết định của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn triển khai phòng vắt chữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Và theo quyết định này có thể thấy rằng tại mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty thì cần phải có phòng vắt cũng như là chữ sữa mẹ cho nhân viên là nữ. Theo đó, sau một quá trình lao động nữ nghỉ thai sản tại nhà thì khi mà quay trở lại với công ty nhưng vẫn có thể duy trì nuôi con bằng sữa của mẹ, có thể là bằng cách vắt bằng tay hoặc là bằng việc sử dụng dụng cụ hút sữa. Cụ thể tại quyết định này, các doanh nghiệp, các công ty sẽ dựa vào số lao động nữ để có thể xây phòng vắt cũng như là chữ sữa mẹ. Cụ thể thì được quy định như sau: đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động nữ thì sẽ cần có một phòng để có thể vắt cũng như là chữ sữa mẹ. Còn đối với doanh nghiệp mà có từ 100 lao động nữ cho đến dưới 500 lao động nữ thì sẽ cần phải có 2 phòng để có thể vắt và chữ sữa mẹ. Và đối với doanh nghiệp có từ 500 lao động cho đến dưới 1.000 lao động nữ thì cần phải có 3 phòng để có thể vắt và chữ sữa mẹ. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp và những công ty mà có dưới 1.000 lao động nữ thì tại luật này, nhà nước sẽ chỉ khuyến khích người sử dụng sẽ xây phòng vắt và chữ sữa mẹ cho lao động nữ, bởi vì còn phụ thuộc vào những cái điều kiện kinh tế, nhu cầu của lao động nữ tại công ty và cái khả năng của người sử dụng lao động có thể đáp ứng được. Còn tất nhiên là đối với những công ty, những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ trở lên thì cần phải xây dựng 4 phòng vắt cũng như là chữ sữa mẹ và cần phải đảm bảo rằng có 300 lao động nữ trên một phòng. Và trong quá trình xây dựng cũng như là lắp đặt phòng vắt và chữ sữa mẹ thì những doanh nghiệp và công ty thì cần phải lưu ý rằng cái quá trình di chuyển từ cái nơi làm việc cho đến phòng vắt và chữ sữa mẹ sẽ không được quá 10 phút đi bộ. Và cái việc này cũng cần phải được thông báo tới các lao động nữ để lao động nữ có thể nắm bắt được. Và sau khi nghe qua thì chắc chắn có nhiều người thắc mắc rằng vậy phòng vắt và chữ sữa mẹ sẽ được quy định như thế nào? Luật có quy định ra sao? Thì tại điều 76 nghị định 145 năm 2020 nghị định của Chính phủ thì có quy định phòng vắt chữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, không phải là buồng tắm, phòng vệ sinh, có nguồn điện, nước, bàn ghế, tủ lạnh đảm bảo vệ sinh, có quạt hoặc là điều hòa, bố trí ở vị trí thuận tiện sử dụng, được che chắn khỏi sự xâm phạm tầm nhìn của đồng nghiệp và công cộng để lao động nữ có thể cho con bú hoặc là vắt sữa. Và phòng vắt sữa thì có thể được cải tạo từ những vị trí ví dụ như là một phần của phòng y tế, phần không gian không sử dụng của văn phòng, nhà kho được cải tạo thông thoáng hoặc là sửa lại những cái phòng không sử dụng được một cách hiệu quả. Như vậy, qua những thông tin phía trên thì chúng ta có thể thấy rằng đối với một phòng vắt và chữ sữa mẹ tại nơi làm việc thì cần phải đáp ứng 2 tiêu chí về cơ bản và đầy đủ. Ví dụ như là vị trí này, về diện tích này, về trang thiết bị, về việc giám sát vệ sinh và về việc quản lý sử dụng. Tuy nhiên, nếu mà để ý một chút thì có thể thấy là cái việc mà xây dựng phòng vắt và chữ sữa mẹ cho nhân viên nữ tại nơi làm việc thì không còn xa lạ với nhiều người, bởi vì vào cuối năm ngoái năm 2020 và đầu năm nay năm 2021 thì chính phủ đã có ban hành nghị định số 145 năm 2020, nghị định của chính phủ thì có quy định rằng đối với những doanh nghiệp, những công ty mà có trên 1.000 lao động nữ thì cần phải xây dựng phòng vắt và chữ sữa mẹ để đảm bảo cho cái quá trình làm việc và quá trình nuôi con bằng sữa của những lao động này. Như vậy, qua đây có thể thấy rằng từ khi Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, việc mà chú trọng hơn, coi trọng hơn đến những quyền lợi của người lao động nói chung và đặc biệt đó là quyền lợi của lao động nữ nói riêng thì những cái quyền lợi của lao động nữ đã được đảm bảo hơn rất nhiều, được nhà nước cũng như là được pháp luật quan tâm. Và có thể thấy việc xây dựng như là lắp đặt phòng vắt và chữ sữa mẹ tại nơi làm việc cũng là một trong những cái sự ưu tiên và quyền lợi chính đáng của lao động nữ. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.